Lãnh đạo quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã đến động viên và thưởng nóng công an quận 10 triệu đồng về thành tích bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác trinh sát, công an quận phát hiện một số đối tượng trên địa bàn có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy nên xác lập chuyên án mang bí số 201A để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ. Đến 20 giờ ngày 1 tháng 11, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện bắt quả tang Huỳnh Bán Thuận, sinh năm 1994, trú tại phường Khuê Mỹ, mua bán trái phép chất ma túy cho con nghiện tại khu vực tuyến đường An Tư Công Chúa, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Tăng vật thu giữ gồm 124 viên thuốc lắc các loại, 34 gói ketamine, một xe máy, một điện thoại di động, 35 triệu đồng và một cân điện tử. Được biết, Thuận có một tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù cách đây vài tháng. Hiện vụ việc được công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.